Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Việt đội phấn trắng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Big Vision Media thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 15 giờ 55 phút mỗi chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ chúng ta đang có mặt ở tại trường Trần Phú Đông Nai, và đây là chính là những gương mặt thân thương của trường Trần Phú. Và xin được cảm ơn những nhãn hàng đã đồng hành và tài trợ cho chương trình. Xin được cảm ơn nhãn hàng bột trộn sẵn Bích Cô Hương Xưa thuộc công ty liên danh bột quốc tế. Xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng bánh gạo Quanh Quanh và EG thuộc công ty thực phẩm Quanh Quanh Việt Nam. Cũng như xin được trân trọng cảm ơn tất cả các đơn vị đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình Việt đội phấn trắng. Đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thì có những đại diện của những nhãn hàng đến với chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu anh Vũ Việt Nam đến từ nhãn hàng bột trộn sẵn Bích Cô Hương Xưa. Xin được trân trọng giới thiệu chị Hà Thị Cân, đại diện từ nhãn hàng bánh gạo Quanh Quanh và Ichi. Xin được giới thiệu thầy Đinh Văn Đông là hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trần Phú. Và bên cạnh đó còn có rất nhiều thầy cô và những gương mặt thân thương, đó chính là các em học sinh ở trường Trần Phú chúng ta. Bây giờ không chơi nữa, chúng ta sẽ cùng chào đón 6 chiến binh của trường Trần Phú. Quý vị thân mến, ở mỗi chương trình Việt đội phấn trắng phát sóng thì chúng tôi sẽ tìm đến một ngôi trường, và ở ngôi trường đó sẽ có một biệt đội gồm 6 chiến binh. Và ngày hôm nay chúng tôi có mặt tại ngôi trường trung học cơ sở Trần Phú, tỉnh Đồng Nai để giúp cho biệt đội của chúng ta có thêm phần mạnh mẽ và tự tin vượt qua các thử thách, mang về cho mình phần tiền thưởng. Sau đó là các bạn sẽ gửi đến cho một nhân vật vô cùng đặc biệt tại ngôi trường này. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Có lúc nó đau nhiều lắm, nhưng mà mình cố gắng, mình chịu đựng hết nổi nữa rồi á thì mới nhờ mẹ tiếp thuốc cho. Sau lưng con là cứ nước mắt cứ chảy, còn trước mặt con thì giá đâu vui vẻ để con sống được qua ngày. Cái hoàn cảnh của Trinh nó rất là nó neo đơn. Ai đau khổ vì mẹ mà đau khổ về con ấy. Bây giờ chúng ta sẽ tự giới thiệu về bản thân mình. Xin mời đội trưởng. Em là Đồng Xuân Anh, mọi người hay gọi em là Anh Đồng. Tuy lưng em hơi còng nhưng em cũng rất vòng vòng. Rồi, mời em. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Trần Gia An. Em rất thích học tiếng Anh, em thích xem đá banh và tính em rất là hiền lành. Rồi, mời em. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Ngọc Nhật Tân. Mình hay đi Tân Tân nên mọi người gọi mình là Tân Lương Tân. Mời con. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Yến Ly. Mình rất ly ti và thích ăn bánh mì nên mọi người gọi mình là Ly Ly Ti. Kế bên, thích ăn gì nữa? Em tên là Hồ Nguyễn Thanh Trúc, các bạn thường gọi em là Gấu Trúc. Tính em gặp đồ ăn là em hay múc, mà đồ ăn nhiều quá là em hay sút. Em tên là Phạm Phu Ngân Hà, em thích ăn khô gà với hay đi lạc cà nên người ta gọi em là Hà thích lạc cà. À, Hà thích lạc cà, hay quá. Đội của em là biệt đội Núi Nhó, với tinh thần là học nhiệt tình chơi hết mình. Thua có quạo không? Quạo. Trời ơi. Ngay bây giờ thì 6 chiến binh của chúng tôi sẽ bước vào những thử thách vô cùng gay cấn. Ở phần thử thách đầu tiên, phần thưởng đó chính là 3 triệu đồng. Thử thách thứ hai, phần thưởng trị giá 7 triệu đồng. Xong hai thử thách thì các bạn sẽ nhận về cho mình tổng cộng là 10 triệu đồng. Các bạn sẽ dành phần thưởng đó dành tặng cho một nhân vật rất là đặc biệt mà các em yêu thương. Chưa đâu, chúng ta sẽ còn đến với phần viên phấn may mắn. Và viên phấn may mắn đó sẽ để dành cho tất cả các bạn nếu như các bạn không vượt được qua vòng đầu tiên. Nếu như đặt cược vòng thi đấu sau, các bạn giành chiến thắng, các bạn sẽ nhận chọn số phần thưởng. Nhưng nếu các bạn thất bại ở vòng sau thì chắc chắn các bạn sẽ trắng tay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên được mang tên Đi Ngang Đi Dọc. Các bạn sẽ thấy là ở đây những chiến binh chúng ta là sẽ có 5 người sẽ phải bịt mắt, không thấy gì hết. Và từ vị trí này đầu tiên sẽ khum cái đầu sát xuống đây.
quay 5 vòng. Bè, 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 bè. Sau đó mình sẽ di chuyển qua cái bàn phía bên kia. Rồi bắt đầu mình lấy miệng mình ngậm. Sau đó di chuyển vào vòng tròn ở đây. Mình sẽ hất mạnh lên, rồi hứng. Dạ yeah. Chỉ có vậy thôi, đơn giản, tôi thấy đơn giản lắm. Không hề đơn giản, tại vì các chiến binh của chúng tôi phải bịt mắt. Và cái bạn không bịt mắt này sẽ là cái người hướng dẫn đường đi cho các bạn. Chúng ta sẽ có thời gian là 10 phút. 3, 2, 1. Xin các bạn cổ vũ ạ, xin mời các bạn cổ vũ. Rồi, hất nè. 2, 3. Xong ở vòng thi đầu tiên. Tuy nhiên thời gian vẫn sẽ quyết định các bạn đã hoàn thành ở con số là 10 phút. Thật là tiếc. Không sao, mình vẫn còn. Đó chính là viên phấn may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là đội chiến binh của chúng ta đã không hoàn thành vòng thử thách đầu tiên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thử thách thứ hai, được mang tên đập bong bóng. Các bạn sẽ di chuyển dùng tất cả mọi thứ mà mình có thể. Sẽ lăn hình zigzag qua bên đây ạ. Tiến về phía của một bạn nam rất là đẹp trai ở kia. Và bằng mọi cách đập bể bong bóng. Mỗi bạn sẽ đập bể một bong bóng tương ứng với thời gian là 10 phút. Nếu các bạn hoàn thành với chỉ tiêu là đập được 5 cái bong bóng, đồng nghĩa với việc các bạn sẽ hoàn thành được thử thách. Vòng thứ nhất chúng ta đã không vượt qua được thử thách, cho nên ở vòng này nếu các bạn sử dụng viên phấn may mắn thì nếu các bạn hoàn thành xong thử thách thứ hai, các bạn sẽ được nhận phần
thưởng trị giá tổng là 10 triệu đồng. Còn nếu trong trường hợp các bạn không hoàn thành được, các bạn sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Đội Nhí Nhố có lựa chọn sử dụng viên phấn may mắn hay không ạ? Dạ có. Yeah. Viên phấn may mắn sẽ dành cho đội của chúng ta nha. Rồi, rồi ôm đó luôn đi, về ngủ luôn. Chúng ta sẽ đến với lượt thi đấu đầu tiên. Chuẩn bị 3, 2, 1. Yeah, cổ vũ đi mọi người. Đã hoàn thành xong ở phần thi thứ hai. Tuy nhiên, thời gian vẫn còn là một con ẩn số. Thời gian là 10 phút kém 5. Biệt đội phấn trắng của chúng ta ngày hôm nay đã rất là xuất sắc vượt qua vòng thi đấu thứ hai với phần đặt cược viên phấn trắng. Như vậy các bạn đã hoàn thành cho mình mang về tổng số tiền của cả hai vòng thi, số tiền là 10 triệu đồng. Quý vị thân mến, và ngay sau đây xin trân trọng kính mời anh Vũ Việt Nam, đại diện cho nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa, sẽ trao phần quà trị giá 3 triệu đồng cho biệt đội Nhí Nhố. Đại diện của nhãn hàng bánh gạo Quan Quan và Ichi, chị Hà Thị Cân sẽ trao phần thưởng 7 triệu đồng. Xin cảm ơn chị Hà Thị Cân rất nhiều. Xin cảm ơn chị. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong thử thách vô cùng xuất sắc và nhận về cho mình 10 triệu đồng. Chắc hẳn là bây giờ thì cảm xúc của mình đang rất hào hứng đúng không ạ? Không biết là hiện tại thì em muốn chia sẻ cái điều gì ạ? Dạ, em cảm thấy rất là vui mà em muốn giao tặng phần quà này cho một cô mà chúng em rất là yêu quý. Con cò đội nắng dầm mưa, tối tăm mờ mịt, ai đưa cò về? Đã hơn 2 năm qua, người mẹ già vẫn từng ngày chăm sóc cho đứa con gái bé nhỏ của mình. Bà là Hoàng Thị Sau, mẹ của cô giáo Lý Hoàng Kiều Chinh, giáo viên môn tin học của trường trung học cơ sở Trần Phú, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
từ nhỏ, cô Trinh đã sớm mồ côi cha và sống chung với mẹ. Chính mẹ là người đã bán từng tấm vé số để nuôi cô ăn học. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với căn nhà nhỏ, với những con người vốn đã quá khốn khổ. Nhưng không, số phận trớ trêu khi 2 năm trước, một biến cố kinh hoàng ập đến, khiến gia đình bất hạnh này lại chồng chất thêm nỗi đau. Đó là khi cô Trinh phát hiện ra mình bị căn bệnh ung thư đại tràng. Bệnh diễn biến quá nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, người con gái vốn lanh lợi khỏe mạnh ấy bỗng chốc trở thành bệnh nhân nằm liệt giường, cơ thể chỉ còn da bọc xương. Bao nhiêu gánh nặng lại một lần nữa đặt lên đôi vai của người mẹ già ngày đau may yếu. Đau đớn vô cùng lắm, buồn ghê lắm. Trước mặt con cô thì cô vui vẻ để con sống qua ngày, con sau lưng là cô cứ khóc riết. Sau lưng con là cứ nước mắt cứ chảy. Là một người mẹ mà thấy con mình bật thần rồi mình đau khổ ghê gớm lắm. Ruột gan là đau từng khớp nữa. Ở cái tuổi 31, cái tuổi tràn đầy sức trẻ, niềm tin và hy vọng, cô Kiều Trinh đáng lẽ được sống trong những tháng ngày tươi đẹp nhất. Thế nhưng căn bệnh ung thư đại tràng quái ác bất ngờ ập đến đã tước đi của cô giáo trẻ mọi thứ tuyệt vời, từ tinh thần cho đến công việc và cuộc sống cá nhân. Sức khỏe của cô yếu dần, các ước mơ hoài bão cũng đành gác lại, kể cả công việc dạy học ở trường. Thay vào đó là cuộc hành trình đấu tranh giành sự sống. Trên chặng đường gian nan nhọc nhằn đó, may mắn thay, cô còn có sự động viên của tập thể các giáo viên trường Trung học cơ sở Trần Phú, những người thường xuyên thăm hỏi, tiếp thêm sức mạnh cho cô vượt qua nghịch cảnh. Trên không khái là nó rất là yêu nghề, rất là nhiệt tình, cho nên là khi nghe vậy là mình cũng sốc, mà đặc biệt là cái hoàn cảnh của Trinh nó rất là nó neo đơn. Được rất nhiều thầy cô và học sinh yêu mến. Trong công tác giảng dạy thì cô cũng rất là nhiệt tình. Qua 2 năm đầu tiên cô giảng dạy thì qua năm thứ 3 là cô cũng mạnh dạn đăng ký tham gia thi giáo viên dạy giỏi huyện. Thì cũng rất may là cô rất nhiệt huyết, do vậy nên cô cũng đạt được cái danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Cuộc đời của bà Hoàng Thị Sau là những chuỗi ngày không may mắn, khi chồng mất sớm, một mình phải tần tảo nuôi 3 con. Trong đó cô chính là người con út được bà hết sức yêu thương. Từ khi con gái mắc bệnh ung thư, người mẹ này lại một lần nữa nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng làm lụng, cản đáng mọi việc lớn nhỏ để kiếm tiền lo thuốc thang cho con. Ấy vậy mà bà cũng chưa một lần oán trách. Để có tiền, bà trở lại mưu sinh bằng công việc bán vé số. Ở tuổi xế chiều, không biết những xấp vé số này liệu có mang đến cuộc sống đủ đầy cho 2 mẹ con. Có lúc nó đau nhiều lắm, nhưng mà mình cố gắng mình chịu đựng. Cố gắng chịu đựng thế nào mà chịu đựng hết nổi nữa rồi á, thì mới nhờ mẹ tiếp thuốc cho. Ước mơ bây giờ của mình là mong sao có sức khỏe để mình đi dạy học. Nó là cái công việc mà mình yêu thích nhất. Với mình cũng mong là mình có sức khỏe để mình có thể làm những cái công việc có ích cho đời, cho người. Dần. Và ngày hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ không thấy được nhân vật chính, bởi vì cô đang rất là mệt và không thể đến đây. Thì xin mời đại diện của nhân vật chính sẽ đến với chương trình Biệt đội phấn trắng. Xin mời cô ạ. Cô có thể nói đôi lời với chương trình, giống như là những mong ước của cô để dành đến cho con gái của mình không ạ? Cô muốn con gái của cô
mau lên bình để sống với cô mãi mãi, đừng có chết đi. Dạ. Hiếu Hiền và Thu Hà cũng giống như là tất cả các bạn học sinh, cũng giống như là tất cả các thầy cô đồng nghiệp của cô giáo rất mong muốn một phép màu sẽ đến với cô và chúc cho điều ước của cô thành sự thật trước khi trao phần thưởng của mình, của đội mình đến với cô giáo. Đội trưởng có nói gì không? Xin chúc cô là ngày càng mạnh khỏe hơn để chống chọi được cái bệnh quái ác đó. Và bây giờ xin cô hãy nhận lấy tấm lòng của tất cả các bạn biệt đội phấn trắng của chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời đại diện nhãn hàng bánh gạo Quanh Quanh và Ichi, chị Hà Thị Cưng sẽ tiến lên sân khấu và trao một phần quà trị giá 5 triệu đồng cùng với các phần quà đến từ nhãn hàng bánh gạo Quanh Quanh. Xin được mời đại diện nhãn hàng bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa là anh Vũ Việt Nam sẽ gửi phần thưởng đến từ công ty của mình, một phần thưởng trị giá 10 triệu đồng và những phần quà đến từ nhãn hàng bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa. Xin mời anh Vũ Việt Nam. Xin cảm ơn anh Vũ Việt Nam rất nhiều. Xin đại diện cho hội Tình Bằng Hữu thì hôm nay Hữu Hiền xin được đại diện cho hội gửi tặng đến cô 1 triệu đồng. Đây là phần quà đến từ công ty điện tử Suzan. Hiếu Hiền sẽ được đại diện cho công ty gửi tặng đến cô. Xin được mời thầy hiệu trưởng của trường Trần Phú sẽ bước lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng có đôi lời với chương trình ạ. Xin đại diện cho tập thể hội đồng sư phạm cùng với tất cả các em học sinh xin chân thành cảm ơn chương trình Biệt đội Phấn Trắng đã về đây qua những cái cảnh hoàn cảnh khó khăn của cô Lý Hoàng Kiều Trinh. Chân thành cảm ơn và chúc đoàn luôn luôn mạnh khỏe và để thực hiện nhiều cái chương trình mang tính chất nhân văn như thế này. Xin chân thành cảm ơn. Xin mời anh sẽ nhận những phần quà đến từ nhãn hàng của chương trình xem như là những món quà kỷ niệm để chúng ta nhớ mãi cái ngày ghi hình ngày hôm nay. Nhãn hàng bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa và đây là bánh gạo Quanh Quanh và Ichi, còn đây là công ty điện tử Suzan. Kính chúc thầy và các thầy cô đồng nghiệp luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn lạc quan, yêu đời và nhiệt huyết với công tác truyền dạy lại cho tất cả thế hệ sau này, những người mầm non tài năng của đất nước tương lai. Ngay sau đây xin trân trọng kính mời đại diện đến từ nhãn hàng bánh gạo Quanh Quanh và Ichi, chị Hà Thị Cưng sẽ trao những phần quà đến cho các bạn. Xin trân trọng kính mời chị. Xin cảm ơn chị Cân rất nhiều. Cảm ơn chị Cân. Dạ bây giờ thì xin được mời đại diện nhãn hàng bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa, anh Vũ Việt Nam sẽ trao những phần quà đến từ nhãn hàng tài trợ dành cho tất cả các bạn chiến binh siêu anh hùng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhãn hàng của công ty điện tử Suzan, những phần quà rất là dễ thương. Để có chương trình ghi hình ngày hôm nay thật là thành công và nhiều tiếng cười, nhiều kỷ niệm hơn nữa, mang lại cho nhân vật chính những hy vọng trong tương lai, Hiếu Hiền sẽ được đại diện cho chương trình Biệt đội Phấn Trắng sẽ được cảm ơn những nhãn hàng đã đồng hành và tài trợ cho chương trình của chúng tôi. Sẽ được cảm ơn nhãn hàng bánh gạo Quanh Quanh và Ichi. Sẽ được cảm ơn nhãn hàng bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa. Sẽ được cảm ơn nhãn hàng công ty điện tử Suzan. Và xin được cảm ơn những nhãn hàng tài trợ phụ cũng đã hỗ trợ góp phần để tạo nên một chương trình Biệt đội Phấn Trắng ngày càng thành công hơn nữa. Chương trình Biệt đội Phấn Trắng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Big Vision Media thực hiện. Chương trình phát sóng vào 15:55 mỗi chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, thân ái kính chào và hẹn gặp lại.